Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai ngày 3 tháng 7 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại quay đầu giảm nhẹ sau thời điểm mở cửa phiên này, đang đứng quanh vùng giá 1.918,04 đô la Mỹ trên một ao. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.916,10 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.919,70 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ tăng nhẹ, giao dịch ở mức 102,98 điểm. Đối thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng, giao dịch ở mức 30.690 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng trong xuống tăng, giao dịch ở mức 3,844% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở mức 70,68 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Vàng trên thị trường thế giới kết thúc quý thứ hai với mức giảm hơn 80 đô la Mỹ trên ao, hiệu suất tồi tệ nhất kể từ quý 3 năm ngoái. Với thông điệp của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Jerome Powell về ít nhất hai đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay đã lan truyền đi khắp thị trường, khiến vàng giảm giá và đẩy đồng bạc xanh lên cao hơn. Nhưng thực tế là giá đã không giảm xuống dưới 1.900 đô la Mỹ trên một ao, cho thấy khả năng phục hồi của thị trường vàng với tâm lý ngày càng tăng rằng đợt tăng giá cổ phiếu sẽ không kéo dài. Theo nhà phân tích thị trường của Kinesis Money, ông Rupert Rowling cho biết, mặc dù môi trường mà lãi suất có khả năng tiếp tục tăng sẽ không có lợi cho loại tài sản không mang lợi suất là vàng, nhưng các nhà đầu tư vẫn không tin vào trường hợp tăng giá đối với cổ phiếu, đặc biệt là một số quốc gia có khả năng đã bị suy thoái. Nếu ngưỡng 1.900 đô la Mỹ trên một ao được phá vỡ, thì nhà phân tích thị trường cấp cao của ONDA, ông Edward Moya nói rằng sẽ có một đợt bán kỹ thuật đáng kể. Theo ông Barrett Merrick, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa toàn cầu của TD Security cho biết, ở mức 4,6%, PCE cốt lõi trong tháng 5 của Mỹ thấp hơn một chút so với dự kiến và với chi tiêu cá nhân của cá nhân tháng 5 yếu hơn, thị trường đã khiến lợi suất thấp hơn. Cùng với đó thì đồng đô la Mỹ đã giảm và vàng bật lên một cách thuyết phục trên 1.900 đô la Mỹ trên ao. Theo ông Sinlert, đồng giám đốc của Wirtschaftswoche nói rằng, với nhiều bằng chứng cho thấy lạm phát ở Mỹ có thể đã đạt đỉnh, việc bán tháo vàng có thể đã diễn ra theo đúng lộ trình của nó. Vị chuyên gia này nhận định, nhưng vàng nên giữ mức này tốt hơn, vàng cần lấy lại ngưỡng 1.966 đô la Mỹ trên một ao để chuyển sang xu hướng tăng giá. Theo chuyên gia Sinlert, sức mạnh của đồng bạc xanh là lý do tại sao vàng giữ được mốc quan trọng. Nếu vàng giảm dưới 1.900 đô la Mỹ trên một ao, các nhà đầu tư nên chú ý đến mức giá 1.850 cho đến 1.814 đô la Mỹ trên một ao. Nếu chúng không thể giữ được điều đó, thì việc giảm xuống còn 1.720 đô la Mỹ trên một ao là có thể xảy ra. Đó là một kịch bản giá xuống theo vị chuyên gia này nhận định. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC điều chỉnh tăng giảm trái chiều cho biên độ hẹp, còn với giá nhận bút số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì tiếp tục được điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 66,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67,02 triệu đồng trên lượng, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, giảm 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 66,40 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 67 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với giá nhận bút số 9 tại công ty này, mua vào mức 55,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 56,20 triệu đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay, ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.805 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ ở các ngân hàng thương mại thì không có điều chỉnh, mua vào mức 23.380 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.750 đồng trên một đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do sau khi mà tăng 65 đồng trên một đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra trong phiên giao dịch cuối tuần thì đến thời điểm này tạm thời chưa có điều chỉnh, đang được mua vào mức 23.645 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 23.695 đồng trên một đô la Mỹ. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi trưa hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, giảm 5.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.640.000, bán ra 6.702.000, tăng 5.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.650.000, bán ra 6.700.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.645.000, bán ra 6.695.000. Doji Hà Nội mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. Phú Quý SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.705.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.637.000, bán ra 6.693.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.690.000, giảm 5.000 ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi. Tiếp đến là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.635.000, bán ra 6.675.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.570.000, bán ra 6.690.000. Ngân hàng T Bank Gold mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.640.000, bán ra 6.702.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng được điều chỉnh tăng giảm trái chiều trong biên độ hẹp, tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào nhưng giảm 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là tăng 5.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, giảm 5.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 600.000 đến 660.000 đồng trên một lượng. Và hiện tại đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.640.000, bán ra 6.702.000. STC Huế mua vào 6.637.000, bán ra 6.683.000. STC Miền Tây mua vào 6.665.000, bán ra 6.702.000. STC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.640.000, bán ra 6.700.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.642.000, bán ra 6.705.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.640.000, bán ra 6.702.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.638.000, bán ra 6.702.000. Cuối cùng là giá nhận bù số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Thời điểm này giảm nhẹ trong khoảng từ 21 đến 50.000 đồng trên một lượng, hay là giảm trong khoảng 2.100 đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Hiện tại đang được niêm yết như sau. Nhận bù số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.520.000, bán ra 5.620.000. Nhận bù số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.520.000, bán ra 5.630.000. Vàng bù số 9 mua vào 5.510.000, bán ra 5.580.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.404.8.000, bán ra 5.524.8.000, giảm 4.900 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào 4.000.004.000, bán ra 4.200.004.000. Vàng 14K mua vào 3.068.5.000. Bán ra 3.268.5.000. Vàng 10K mua vào 2.142.1.000, bán ra 2.342.1.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.